Thưa quý vị và các bạn, giàu có là điều mà ai cũng mong cầu. Nhưng nếu bạn không có vốn, không đủ kiến thức kinh doanh để làm ăn lớn, thì vẫn có những khoản đầu tư chắc chắn sẽ sinh lời cho bạn trong cuộc đời này. Không sớm thì muộn. Quá tuyệt vời phải không nào? Vậy bạn có muốn biết đó là gì không? Ba khoản đầu tư sau đây sẽ luôn giúp bạn tiền đẻ ra tiền đấy. Cùng lắng nghe nhé! Ở đời, nếu chịu đầu tư ba thứ này, tiền sẽ đẻ ra tiền, có lãi nhiều nhất. Là một người bình thường nên có một cơ thể khỏe mạnh. Nếu trí tuệ bình thường, không có vốn đầu tư làm ăn lớn, thì chúng ta cũng nên tỉnh táo để đầu tư vào những thứ sau sẽ được lãi gấp bội. Thứ nhất, đầu tư vào sức khỏe là tài khoản đầu tư khôn ngoan nhất. Trong thời đại này, rất ít người quan tâm tới việc giữ gìn sức khỏe cho mình. Họ không hiểu một điều rằng, việc giữ gìn sức khỏe không phải chỉ có lợi cho mình họ, mà còn có lợi cho cả gia đình, bạn bè và người thân của họ nữa. Có rất nhiều người Việt Nam, vào những năm cuối của cuộc đời, lại dùng toàn bộ số tiền mà mình tích cóp, chắt chiu được để bắt đầu mua thuốc nội, mua thuốc ngoại. Họ để lại cho con cháu của họ những khoản nợ rất lớn, sau đó thì qua đời. Nếu như ngay từ đầu họ biết yêu bản thân, biết trân quý sức khỏe của mình, cuộc đời của họ rất có thể sẽ được sang một trang mới tươi đẹp hơn. Bệnh tật đến không bao giờ là báo trước. Khi như bạn vẫn thấy mình còn khỏe mạnh, đừng bao giờ chủ quan mà hãy chú ý tới sức khỏe của mình. Không khoản tiền đầu tư nào giá trị hơn khoản tiền đầu tư vào sức khỏe của mình. Hãy rèn luyện cho mình những thói quen tốt. Mạnh dạn có thể vứt bỏ những thói quen xấu để có thể cùng với sức khỏe tận hưởng trọn vẹn của hạnh phúc. Thứ hai là đầu tư cho học tập. Tỷ phú Bill Gates đã khuyên: điều quan trọng nhất mà tôi muốn nhắn gửi với các bạn là phải đầu tư vào việc học tập cho mình. Những việc làm lý thú đem lại nhiều tiền, giúp cải thiện thế giới, cải thiện cuộc sống của các bạn, vân vân, đều đòi hỏi rất nhiều từ việc học tập mà ra. Đầu tư cho việc học tập là đầu tư quan trọng nhất cho bản thân mình, cho đất nước mình. Phải thấy rằng có nghĩa vụ với quốc gia để có thể trả lại cho đất nước những điều mà mình nhận được. Thứ ba là đầu tư cho tình bằng hữu. Xã hội hiện đại ngày nay sớm không còn là một xã hội mà một cá nhân xuất chúng nào đó có thể tự mình gây dựng nên một đế chế của mình một cách dễ dàng và đơn giản. Bất kỳ một ai cũng cần có bạn bè, có đối tác, cần có tình bằng hữu để sẵn sàng ra tay giúp đỡ trong những thời điểm mấu chốt quan trọng nhất mới có thể thành công. Nói cách khác, khi mà nghèo thì chúng ta nên đầu tư cho tình bằng hữu. Cái nghèo thì không ảnh hưởng tới việc giao lưu hay là kết bạn một cách chân thành, mà thường là những người mà kết bạn, kết giao với nhau đúng vào lúc nghèo khó thì lại càng đáng để mà tin cậy. Song, những người bạn như thế thực sự là rất hiếm có. Bạn cần phải bỏ thời gian và tinh thần, công sức ra để mà duy trì. Khi mà những người khác giúp đỡ ta thì chúng ta nhất định phải báo đáp họ. Đây chính là tư duy quan trọng nhất mà một người nghèo khó cần phải có để thay đổi tình trạng của bản thân. Bởi lẽ trong tư duy của người nghèo, vì có ít cho nên tâm lý chung không có muốn bị bớt đi, mà chỉ có muốn được nhiều hơn. Nếu khi đã nghèo, chúng ta càng không nên tiêu tốn thời gian, tiền bạc vào những việc như là tìm cách để tiết kiệm tiền tối đa. Càng không nên oán trách số phận mình hay là người khác. Việc quan trọng nhất là thay đổi tư duy và đầu tư vào những thứ đáng được đầu tư nhất như đã liệt kê ở trên. Thay vì ngưỡng mộ sự giàu có của người khác, chỉ bằng hãy đầu tư thay đổi từ bản thân mình. Ba kiểu kiếm tiền của người khôn ngoan, dù là ai cũng nên học để biết cách áp dụng cho chính mình. Ai trong số chúng ta cũng yêu tiền, nhưng mà không phải ai cũng có thể kiếm ra được nhiều tiền. Dưới đây là ba kiểu kiếm tiền của người thông minh mà bạn nên biết sớm. Thứ nhất, tiểu cấp, kiếm tiền dựa vào mối quan hệ. Theo thống kê thì đầu năm nay,
có tới 44,82% số người cho rằng cách hiệu quả nhất để có thể xin việc chính là nhờ người quen. Một anh chàng 25 tuổi cũng có từng suy nghĩ tương tự. Em rể của anh ta là một chủ tịch, nhà lại rất khá giả, nên anh ta rất nhanh chóng xin được một chức giám đốc ở công ty của em rể của mình. Cấp dưới cũng từng nghe loáng thoáng về bối cảnh của các anh này, cho nên không có dám làm trái ý kiến. Họ bắt đầu cố gắng làm mới hoàn toàn dự án mới, lấy về hợp đồng 100 tỷ cho công ty. Nhưng mà anh chàng lại cứ tưởng bỏ là nhờ bản thân mình quá là ưu tú. Sau đó, lúc thi công thực tế thì đã phát sinh ra một vấn đề, nhưng mà anh ta lại không có năng lực để giải quyết. Vì vậy, anh này liền đẩy trách nhiệm khó khăn cho cấp dưới của mình. Những nhân viên ưu tú thấy vậy càng ngày càng chán nản hơn. Họ bắt đầu lần lượt rời đi. Hiệu suất thì ngày càng thấp, khiến cho công ty của em rể anh ta đứng trước nguy cơ phá sản. Nghe nói rằng sau này em rể của anh ta bị sa thải, những công ty khác cũng nghe tiếng gió mà chẳng ai còn dám nhận họ nữa. Nếu như bạn đặt hết hy vọng vào những mối quan hệ xung quanh, trong khi khả năng của bản thân thì lại chẳng tới đâu, vậy thì có ngày bạn nhất định sẽ vì trèo quá cao mà trở nên té ngã. Còn người dám can đảm đứng ra giúp đỡ bạn bè mỉa mai hoặc là mang tiếng xấu trong ngành, người đó sẽ quay ra ghét bỏ, không có muốn qua lại với bạn nữa. Giống như là những gì Nghệ Bình đã từng nói, dựa vào núi thì núi sẽ đổ, dựa vào người thì người sẽ già. Khi mà bạn nhờ vả đủ đường, cuối cùng vẫn sẽ nhận ra rằng người mà mình có thể dựa vào chỉ có thể là chính mình. Khi mà năng lực còn chưa đủ, đừng vội sử dụng mối quan hệ để bắt đầu kiếm tiền hay là mở đường cho mình bạn nhé. Thứ hai là trung cấp kiếm tiền dựa vào nỗ lực. Người bình thường thì không có bối cảnh, thường dựa vào sự chăm chỉ để kiếm tiền. Gần đây, người mẫu Lu Kai Gang, người được biết tới với biệt danh là siêu mẫu của làng quê, một người vô cùng nổi tiếng trên TikTok. Cậu này thì vốn sinh ra ở một vùng nông thôn nghèo. Trước đây, cậu ta là công nhân nhà máy, từng phải mà một mình ở ca đêm để có thể kiếm thêm tiền thu nhập. Vì muốn thay đổi cuộc đời của mình, cậu ta bắt đầu cố gắng tận dụng những tấn bạt, lá cây, làm những thành bộ trang phục và bước đi tự tin như là một mô đồ thực thụ. Bây giờ thì những nỗ lực của Lu Kai Yang đã được đền đáp xứng đáng. Cậu hiện đang là một người mẫu nổi tiếng trên thế giới. Có cố gắng mới dám bàn đến thành quả. Lu Kai Yang là chứng minh cho việc hoàn cảnh chỉ là bước cản mà thôi, nhưng mà không phải là nguyên nhân đã khiến cho bạn nghèo suốt đời. Haruko là một cô nàng dọn dẹp nổi tiếng ở Nhật Bản, đã học cách sử dụng 80 loại chất tẩy rửa khác nhau, sau đó dọn dẹp bất kỳ một ngóc ngách nào ở trong nhà mình. Dù là vết bẩn cứng đầu nhất, cô cũng phải làm cho thật sạch để cho nó biến mất. Đến khi tham gia cuộc thi dọn dẹp thì Haruko đã đạt giải huy chương và nhận được lời mời từ nhiều chương trình khác nhau ở trong nước. Mọi nỗ lực của bản thân, dù là thành công hay là thất bại, đều là quá trình tích lũy sức mạnh. Khi mà bạn càng mạnh mẽ thì giá trị của bạn tạo ra lại càng lớn. Cùng một số tiền, ai lại không muốn tặng cho người có năng lực và chăm chỉ hơn cơ chứ? Dù là bây giờ bạn chưa có giàu có, thì bạn cũng đừng nên đánh giá thấp khả năng cũng như là quyết tâm của chính mình. Thứ ba là cao cấp kiếm tiền dựa vào tầm nhìn. Nỗ lực khiến cho bạn đi thêm ổn định, nhưng mà chính tầm nhìn mới là quyết định hướng đi của bạn càng lúc càng gần. Người có tầm nhìn có thể kiếm được số tiền gấp đôi những người mà chỉ biết nỗ lực. Phan Ly, người được mệnh danh là Tổ Tị Kinh Thương, đã xin từ chức khi đang là một vị tướng. Lúc Ngô Nhạc thiếu ngựa, ông đã ngay lập tức đi lắm bắt, nhận ra cơ hội làm ăn sắp tới. Chỗ khó ở đây là đường Tề Quốc có quá nhiều trộm cướp, cứ dẫn ngựa qua chắc chắn sẽ bị mất. Biết được tin thương nhân bán vải Khương Tử Thuẫn đã đút lót cho bọn cướp, Phan Ly lần chớp thời cơ này đăng bài thông báo
ông ta nhận chuyển hàng một cách miễn phí. Không ngoài dự đoán, bên Khương Tử Thuẫn đã chủ động tìm đến ông Phan Ly, dùng ngựa của mình để chở vải đưa đến Ngô Nhạc. Sau đó thì ông lại tìm thời cơ nhanh chóng đem ngựa đi bán, kiếm được một số tiền rất lớn. Quan trọng hơn cả nỗ lực, đó chính là một chiến thuật đúng đắn. Người mà có tầm nhìn luôn có những bước tiến xa hơn so với người bình thường. Dù có gặp nghịch cảnh, họ có thể tìm ra một lối thoát thích hợp. Sau này Phan Ly mua lông thú vào mùa hè, bán nó vào mùa đông, mua thuyền khi hạn hán và bán vào lúc lũ lụt. Tầm nhìn xa trông rộng giúp ông kiếm được vạn lượng hoàng kim. Muốn làm được điều này thì bạn cần phải chăm chỉ, không có ngừng đọc sách. Hơn nữa, những người như thế này phải trải qua rất nhiều chuyện, được sống trên cuộc sống rèn rũa, cho nên dù bỏ ra ít nỗ lực, họ vẫn có thể thu về nhiều thành quả xứng đáng.